chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Bữa ăn sáng của anh em mình. Hôm nay anh em mình quyết định ăn sáng với một chiếc bánh mì khủng nổ, siêu to. Đây đúng gọi quá. Là hôm nay anh em mình sẽ làm một chiếc bánh mì gọi là thập cẩm. Gọi là bánh mì nhỉ? Bánh pate mì Việt Nam. À không phải pate, hôm nay quên mất. Biết thì làm pate nữa nhỉ? Hôm nay sẽ làm bánh mì kẹp. Bánh mì kẹp xúc xích. Siêu ngon, siêu to, khổng lồ, siêu dinh dưỡng. Quên cả chả đấy. Hôm nay là hơi bị hoành tráng đấy mọi người ạ. Ăn sáng gọi là đỉnh cao đấy. Mỗi khi mình chỉ được một cái bánh mì nó đi vào người bao bàn tay này. Với cả một mấy cái chợi trứng. Mấy cái chợi gì nhỉ? Hôm nay anh em mình sẽ ăn sáng gọi là no nê, bữa ăn sáng gọi là oách nhất Việt Nam. Hoành cá tràng nhé nhỉ. Hôm nào cũng oách nhất Việt Nam. Sao? Rất là đặc ruột. Đây cho mọi người xem này. Ngon nhỉ. Nhìn ruột nó này. Thấy chưa? Đặc sệt nhá. Bánh mì này anh em mình phải cất công gọi là đặt từ bên Campuchia đấy. Ôi, trời kẹp quả to này xong rồi tí nó chén được gì đấy? Tí nữa xong còn cho lên nướng lò nướng để nướng. Đấy cho bánh mì. Hâm nóng bánh mì. Đấy, xong rồi bắt đầu anh em mình sẽ chen chén. Tí nữa sẽ có một cuộc thi ăn bánh mì giành giải thưởng. Mọi người thấy ăn pizza giành giải thưởng bao giờ trên mạng nhiều rồi, đúng không? Đấy, uống bia các kiểu giành giải thưởng. Hôm nay anh em mình đi với anh á. Ăn bánh mì giành giải thưởng. Anh em mình sẽ tìm một người nào đó có thể ăn hết nửa cái bánh mì này thôi. Ai phần thưởng sẽ là một gọi là kinh điển. Tìm đối thủ ấy nhỉ. Ai tự tin có thể ăn hết nửa cái bánh mì này thì có thể tìm anh em mình để lĩnh thưởng nhá. Hơi bị ngon đấy. Bánh mì đặc sản Việt Nam đấy. Ở bên nước ngoài người ta làm gì có nhỉ? Có nhiều cái bánh khác. Không có. Đấy. Khá là phì đấy. Đây cho em ứng này. Từ từ nhỉ. Nó nguội mất rồi thì nó còn phải nướng nóng nó lên nó cứ mềm nhỉ, cái nhân nó mềm nhỉ. Anh xỉu cái là nó đi. Trứng ốp la. Dưa. Cái đây có phải là chiếc bánh mì nhất không? Đây là xúc xích. Mà lớn nhất mình cũng thấy. Téng. Nào, bây giờ đến loạt gọi là để em tra nhân nhá. Nào tra nhân, mày tra thịt anh tra rau. Em có bí quyết á, làm gì nhỉ? Làm gì? Làm bánh mì đẳng cấp thượng hạng. Đấy. Cho rau này. Đầu tiên mày cho rau này. Giải rau ra. Em đi mua bánh mì chốt rồi. Ui, mấy cái bà làm tốt bánh mì à. Tốt rau này cho vào nhanh lắm. Mấy bà không ăn thịt. Không chuyên nghiệp nhỉ, anh em mình làm. Ít thôi, rau này ít thôi. Anh lấy húng chó cho vào đấy. Đấy là húng chó. Ừ. Em tưởng rau thơm. Nó cũng là rau thơm đấy. Rồi. Một cái ốp la này. Hai cái ốp la này. Phan ốp la. Ốp ba. Ba ốp la này. Bốn ốp la này. Được, còn đây mới là một nửa đấy, một nửa bên này nữa đây này. Đây vẫn còn mà. Ôi xa. Một cái này hơn chục cái ổn la nha. Ăn hết giờ. Chục xích này. Nào, là dưa chuột. Chục xích vào đã. Quái nhờ. Xong tí nó ăn vào tan thịt nhờ xuống.
Quản ơi á. Đây mới là một nửa thôi đấy. Kể cả Tây cũng không được ăn cái món này của mình nhỉ. Tây làm gì có trình độ đủ. Làm gì đủ cấp. Tuổi, không đủ tuổi. Siêu chưa, siêu phết đấy. Siêu phết đấy. À, dưa chuột này. Trong miền miền trong hay là miền gì anh nhỉ? Người ta gọi là dưa cây ấy. Là dưa chuột. À, dưa leo, leo, leo. Dưa leo ấy. Leo gì? Dưa leo cây ấy. Đấy. Dưa nào chả leo cây. Sao? Mọi người thấy ổn chưa? Ổn áp chưa? Siêu phết đấy. Đấy. Bây giờ nha. Đổi đâu? Úp lại tí nữa đem nướng. Xà. Dập có khâu lại không anh? Không phải khâu. Nào, dập bên này ra đã. Lại căng bên này đi. Đỡ, phải đỡ. Để cho rau à? Phải đỡ. Đấy. Phần rau bên này là được. Đây, đem cho rau. Đấy, từ từ. Lật hết lên đã. Đấy. Đến bên này luôn này. Đấy. Ngon nhỉ. Bột dẻo đấy. Ok. Rồi. Rau đi em ơi. Rau, trứng, các thể loại. Quán ơi, đây. Ăn vắt từ giờ đến tối vẫn no anh nhỉ. Anh em mình ăn hết được quả này không? Ăn được hết đâu. Sao? Một mình anh chấp hết, à cân hết. Được không? Chấp tất các con loại nào ngon ngon. Sao bên kia mày cho 6 miếng, bên này mày cho 4 miếng thế này. Em ăn bên kia mà. Thì là hên xui nha mọi người. Bên này lại được nhiều xúc xích. Cho luôn. Rồi hết xúc xích à. Chưa chuột các kiểu. À đấy quên chưa. Anh không, anh thử không, cắt cơn không. Anh nếm nhé. Đây là tương ớt với sốt manelisa này. Sốt gì? Sốt manelisa. Tương ớt thì nói tương ớt gì? Tương ớt khác, sốt khác. Đây là lọ sốt manelisa của anh em mình. Nhìn như dầu gội đầu ấy. Mày nhìn thấy thấy dầu. Anh đừng có phá đồ ăn nhé. Đấy, ngon đấy. Giống dầu gội đầu. Thì em cho tương ớt này. Đây. Đây này này, nhìn này nhìn này. Thôi, chẳng nhìn này với nhỉ. Đấy, đấy nó phải thế này. Nhìn đấy. Như kiểu kem ấy anh nhỉ. Rồi. Đây đến đến là đẹp, đến là. Ôi thôi thôi thôi. Ông ạ. Ông em làm đẹp, em làm đẹp. Sao nó cắt được đấy? Ai biết được. Anh cắt sẵn này. Phải tưới lại nó mới đẹp. Rồi, một mặt. Chừng này đủ chưa nhỉ? Đủ, ăn cho nhiều cay lắm. Cái này là kem cho em thử nếm nhé. Ngon không? Ngon không? Rồi, bên này. Đường béo ấy. Ôi, có độ dính khá là cao. Ngon lắm. Đấy. Hơi bị ngon. Để em tưới cái này cho. Ừ, mày tưới đi. Cái này ngon phết đấy. À, dưới đi, dưới đi. Chốt mê ra. Thì ngày xưa ấy. Đấy, cho mày tưới trước. Đấy. Ok không? Phê không? Gì mà bóp ghê chứ. Cái này khó bóp lắm. Tao cứ dùng có một tay thôi mà mày cứ cả hai tay để mày làm cái gì. Phải đó ấn được. Ăn bánh mì không anh ơi? Bánh mì. Bánh mì anh ơi. Bánh mì không? Bánh mì không? Bánh mì pate. Bánh gì à Việt Nam ấy? Bánh mì không. Bây giờ anh em mình sẽ đi nướng. Nhưng mà với cái số lượng to như thế này mình có nên cho thêm sốt với tương ớt không? Không. À mà thôi. Tí nữa ai ăn thêm thì chấm nhớ đúng đâu rồi. Sợ cay lắm. Thì cay quá. Bây giờ anh em mình sẽ đi nướng. Nào, anh em mình khiêng đi. Ây da. Tăng. Anh nóng cọc để nướng à? Lò nướng ngoài trời mà nhỉ.
hơ thôi, hơ nóng thôi, nó chín rồi bạn ạ. Ấy da. Ôi được ấy, được ấy. Ngon à, luôn. Cho nó nóng mọi người ạ. Đấy. Chả tan nhá. Bây giờ là 19 nhỉ? Chắc cũng nhanh. Nhanh mà, tí là chỉ. Chắc tí nữa anh em mình cầm cái này lật phát về rồi luôn. Phát đất này, cầm này. Vẩy cầm, phát vẩy phát. Chắc muối. Siêu đúng vậy. Mà anh em mình chỉ hơ quyết định hơ nóng lấy kéo. Hơ nóng trên này cũng ấm này. Trên này cũng ấm nhưng mà đáng nhẽ ra là phải lật được hai bên ấy. Nhìn mặt dưới này. Nó ngon thế nào nhá. Úi, đủ giòn này. Úi, giòn xốp xốp này. Giòn xốp xốp. Lấy kéo, lấy kéo, lấy kéo, lấy kéo, lấy kéo. Hơi. Lấy kéo nhanh đi, nhanh đi. Anh có lấy thêm hai cái nữa không? Nào, được rồi. Bây giờ anh em mình quyết định khui hàng. Nào, mày ăn phần nào? Đây bây giờ đố mày biết bên nào là bên nhiều trứng. Ấy. Bên nào là bên ít trứng ấy? Đố nhận ra này. Bên này ít trứng. Hả? Bên này ít trứng. Cắp bên này cho mày ăn nhá. Vâng. Cắp bên này gì ạ? À, cá gì? Cá không? Trời. Cá gì? Nếu mà bên này nhiều trứng thì mày không được ăn nữa. Không. Thế anh cá gì? Anh cá gì? Hả? Anh cá đi. Anh con đấy. Thế thì bây giờ tao... Mày bảo bên này ít trứng đúng không? Em chọn bên này, anh chọn bên này. Ừ, tao chọn bên này. Anh mà thua thì anh phải đi lò cỏ. Hả? Đi trồng cây chuối. Ờ, để xem nào. Thế nó mày thua? Em trồng cây chuối. Mày trồng cái gì? Em... bắt tôm. À, ờ, được. Xem này đó. Nào, ngó, ngó. Ôi, ít trứng, ít trứng. Điên à, một. À, tao thấy nhiều nhiều đấy. Hai. Ui. Ba. Bốn à. Điên à, từ từ. Chưa biết được tại vì nó nhiều dao, bây giờ anh em mình sẽ cắt ra nó ra xem thế nào. Không, anh chưa bỏ đấy. Chưa bỏ gì? Điên à? Anh nào. Bên này có 4 trứng rồi, bên kia 6 trứng. Nào, đây đây, cắt. Nào, thế thì tao cắt bên này cho mày trước nha. Ok, giòn 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 giòn, dai dần chật chật. Ui, giòn đấy. Ui, nè, cái xò. Ui. Ui, này. Đá nhỉ. Ui, giòn à. Ui, chà chà. Cắt đúng khúc giữa cho mày nhá. Ok. Nhưng mà có trứng không? Có. Ta hồi không thích ăn trứng. Phải có trứng ăn nhỉ. Hơi bị khoai, cắt này hơi bị khoai đấy mọi người ạ. Tại nó dày quá. Ui, xúc xích kìa. Ai. Ừ. Anh cắt mất trứng rồi. Ui, xài. Ui, ui. Siêu to ngon luôn. Ui, đây. Tao đệ một phần. Ấm lắm, gọi là lắm. Siêu to khổng lồ nha mọi người nhá. Đã nhỉ. Mình sẽ ăn miếng này. Ừ. Em ăn trước nha. Hả? Ăn trước nha. Ừ, ăn đi. Đó là các bạn nha. To quá các bạn ơi. À, giòn rồi, đi giòn này. Ăn nhấn với bánh mì không, ăn thử này. Wow. Mới thật. Phải không? Chả có một cái miếng xúc xích. Mấy kia nào đâu. Anh bảo là không thích ăn mà. Gì vậy? Phải có chứ. Chắc cái đoạn này đoạn đầu mọi người. Thế nên là nó không có mấy. Không có mấy. Hơi bị lỗi kỹ thuật tí thôi. Bù đắp sau. Đấy. Ngon hơn thì mà đi. Đã nhỉ. Mời tất cả mọi người nhá. Anh em xịt cho em cái này vào đây nữa. Nhìn mạnh vào. Mạnh trượng ngấy không? Dù đó. Ai? Bạn anh cắn ngập mồm. Ngập mồm.
ăn như kiểu sandwich ấy. Ăn như kiểu sandwich ấy mọi người nhá. Đúng vậy luôn. Nhưng mà sandwich ở trong siêu thị nó như thế nào? Bánh của anh em ngon hơn gì? Ngon quá mọi người. Ông. Ông ăn bánh không ông? Ông ăn bánh không ạ? Ngon quá. Ăn cái chít chít đấy ngon lắm. Anh cho làm một cái bát đấy ông cấm. Bát gì? Bát này này. Làm gì có bát? Thịt vào. Anh mở cái này á. Thịt vào. Ăn chỗ nào thịt chỗ đấy. Ăn mẩy đỏ thịt gấp. Mở cái to ra thì được nhiều. Tao xịt cho mày nhiều, tao xịt cho mày nhiều. Thoải mái. Nào. Wow. Mất đừng mà mày ăn không cái này. Trời ơi. Rồi, ok. À. Sao? Ngon á. Cảm giác ăn siêu to khủng lồ. Nếu mà mình mà cầm được cả cái bánh đó mình dặn này thì nó sẽ khoái hơn. Thực chất là anh em mình ăn sáng thì tầm này là vừa thôi. Đúng rồi. Thì luôn. Sẽ đi chia cho mọi người cùng thưởng thức chiếc bánh khổng lồ này. Đúng rồi. Cầm sang em bé khóc kìa. Nếu mà em bé bị cướp trong nhà thì rồi. Anh em mình sẽ đi cho mọi người thưởng thức chiếc bánh mì này. Tại vì thật sự là để mà nói ăn được một góc của cái này thôi là đã nở. Anh ấy xịt cho em ăn một cái này đó. Xịt. Đấy. Bè bè bè. Xịt. Ngon nghe. Nào đây. Ê, anh em mình đi chơi rồi. Bà ăn bánh mì không bà? Ui, đây. Sáng cho bà luôn. Cho bà thưởng thức miếng luôn. Bánh mì ngon lắm bà ơi. Bánh mì đặc biệt thơm ngon lên. Câu đây mấy cái con nằm ở đây đi bà ăn một miếng cho nó. Vâng, bà thử xem. Ngon lắm à? Ăn ngon lắm à? Đây, đặt phần ngon cho bà nhé. Ủa, chị thấy châu. Thực khách đầu tiên của anh em Tam Hao nhé mọi người nhé. Coi như là bà hôm nay thì không ở bên Bá Kha nhưng về đi Thải Châu gặp các con. Quay đi bà ăn nếm một miếng cho nó ngon đến mức độ nào. Đúng à. Còn bé đấy bà. À đây à. Nói chung là cũng khá là ngon đấy mọi người. Rồi đi. Đấy, miếng này của bà không có trứng à? Có trứng không? Có trứng. Thôi được rồi. Vậy bà xin các con nhá. Dạ vâng. Đây bà xin các con nhá. Ngon lắm. Bà thử miếng cho nào. Ừ, ăn rồi. Cảm nhận. Giòn đấy. Giòn không ạ? Giòn, ngon. Đây các cháu nó sang đây kìa. Vâng, vâng, vâng. Cháu sang đi đây. Đi chia đây. Đi xuống trung tâm thương mại thất bát. Vậy ạ. Bánh mì ngon lắm. Cắt miếng nhá. Bánh mì Việt Nam đặc ruột thơm ngon đấy. Bánh mì này nhân cả trứng cả xúc xích ấy. Đấy, đầy đủ luôn của ông, đầy đủ luôn. Ui. Ông vâng. Ông thử miếng nha. Ngon không? Ngon không? À. Rồi lại đi xuống dưới này tiếp. Ăn đây. Hey. Đây. Mấy đứa này có rồi à? Ăn nữa không? Hey. Ăn nữa không các cháu? Ngon không? Ngon không? Anh làm miếng không? Ăn không? À đưa đưa anh ngon. Đây 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 rồi. Ai trời ơi. Trời ơi. Bánh mì ngon quá à. Còn này bánh mì ăn với hồng xiêm rồi. À rồi. Yeah. Big C ăn với hồng xiêm ngon nha. Đây cho anh cảm ơn nhá. Anh thử miếng xem nào.
Bởi mõm răng anh vẫn đứng ngồi đấy. Chiều biết anh, su có chưa? Anh Đến kia, ui, anh ơi. Đang có một ổ nhóm gọi là Đồng khách đấy. Trò chơi game dân gian cả thương. Kiểu gà chọi ấy, kiểu như gà chọi ấy. Ui da. Ai đánh mi Việt Nam đặc biệt thơm ngon đây. Ai đánh mi nào. Đánh mi đặc biệt thơm ngon đây. À anh, làm nhiều bánh mì không anh? Ôi, được cái gì mà bạn đã đây. Bánh mì này rất là ngon đây. Ôi, mày quá nhỉ. Ui, bánh anh mì. Anh ăn bây giờ đã có phần đuôi này, phần gọi là eo. Ai, cứ cho anh cái phần khẩu đuôi đi cho nó ngon. À, khẩu đuôi à? Đây, khẩu đuôi đây nhá. Trễ đây nhá. À, có cả chàng cả trễ. Trễ, có cả trễ. Có mèo à? Cả chơi luôn thì cả dao cũng cắt được. Dao cũng cắt lại. Còn thằng này mà ăn hết khẩu đuôi này là màu đấy. Ui, cứ được cái phần khẩu đuôi này thì ngon tuyệt vời. Đây. Ui. Ngon ngọt bổ rẻ. Thử một miếng em cảm nhận cái nhỉ. Ăn không? Ngon ngon. Quá tuyệt vời. Hát cái bài tận khán giả đấy nhỉ. Anh vợ cũng rất là nhẹ. Khán giả. Đúng là bánh mì của ta nào ngon tuyệt vời luôn. Nếu mà còn thêm phần nữa về cho vợ cho con xin một miếng như thế nào? Bài gì ngày trước hay hát đấy nhỉ? Rượu à? Không phải. Vì sao phải không nhỉ? Cái gì rượu chè gì nhỉ? 4.0 rồi. Thôi chụp một miếng này. Ba tiền cáo một miếng. Ba tiền. Chú ơi, đi vào đây để cho... Chú cái gì, ông kể. À, bây giờ là thời buổi 4.0 rồi các bạn ạ. Không phải ấy, ăn ở nhà, ngủ ở nhà, không cờ bạc, không rượu chè, không bắt ra, không đêm trích. Các bạn nên phải nhớ như thế một điều nha. Chị ăn bánh mì ta mau rồi. Bánh mì ta mau, ngon tuyệt vời, lát sau. Lát mà quan, xin cảm ơn. Đây. Quay đời ăn. Cái này không bên kia. Kinh quá. Nào, bò à? Bò miếng. Bò. Ôi giời ơi. Nào, chỗ nào? Bảo. Tép ơi. Chỗ này, xúc xích đây. Tép, đấy gì rồi con? Chỗ này, chỗ này không có đâu. Cháu, nặng ngon nhiều nhỉ? Đây, xúc xích đây. Bò vừa bỏ mày. Bò. Có số đổ. Đây. Ủa, xúc xích đây, nhiều xúc xích nhá. Đây. Có chưa? Mà chưa trong này. Ông Bảy có làm miếng không? Có làm miếng. Chú ăn phần nào? Có phần màu này. Chê à? Chê ở dưới này. À bây giờ cắt kiểu gì cho nó hợp lý nhỉ? Cắt cái này. Cứ làm cả mảng này nhá. Ủa chú ăn được hết một cái nửa cái đấy. Có cắt thật đấy. Cái đoạn giữa này khó cắt lắm. Đúng rồi, phải xẻo hẳn. Xẻo hẳn ngang ra. Em chỉ cái này cho mấy chú nhá. Đấy. Những người thích ăn cái đấy. Cho khán giả này. Đứng đấy, đứng theo bên kia. Cứ coi. Mày tự tin đấy nhỉ. Chê à? Ok. Ok, sẽ có chê. Chê bánh mì. Siêu cay khổng lồ à? Không, siêu to. Siêu to khổng lồ à? Không, miếng đấy cay có tí được cho bon miếng nào không cay gì. Ok. Ok. Tuyệt vời nhỉ, tuyệt vời nhỉ. Ngon đấy, ngon đấy tâm nào. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon này, ơi ngon này. Tớ nhiều nhân đấy. À, nào đây. Ừ, nhưng mà thằng cu này có cầm được không? Ông cầm cho nó lại còn. Quả thật kia nó cầm đưa sang. Ôi chung. Đưa sang lại còn thế nữa. Quay chim. Ngại à, đấy. Nghiện nó còn ngại. Cháu chim kia. Cháu rơi. Ờ. Đấy. Ông Bảy.
5 miếng. Ừ, 5 miếng. Ăn đi con. Cho 7 miếng sủi. Cho 7 miếng sủi rồi. Hả? Ôi nặng lắm. Ôi cắn đồ đại ca. Ăn cơm, ăn cái sủ. Ăn đi. Ông Bảy. Ông Bảy đây nhá. Siêu đây mê. Là tiêu phần của Bảy đấy. Ông cơm ấy nặng lắm. Ôi 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 bánh mì ngon đấy nhá. Cho luôn anh bổ xương lòng. Bánh mì nhân, nhân gì đấy? Nhân xúc xích. Nhân xúc xích à? Trứng, rau, thịt, bánh mì ba tê. Hộp la ba tê mà có cả lá mốc mật nào ấy. Ôi à, ngon đấy nhờ. Không có mốc mật đâu. Hiểu thế nhỉ? Cho mùi em ăn một phần. Cho những kiểu miếng kem sô-cô-la nhỉ? Phần nào? Phần nào chưa đấy? Đấy, chỗ đấy đúng rồi, chỗ đấy quá ngon. Đâu em ơi, cho anh miếng bánh mì em ơi. Đây anh ơi. À, đi chơi thể thao Ôi, xin nhớ. Không phải đóng góp không phải à? Quay vô, quay vô. Cho ông trước ra, cho ông trước ra. Đấy. Quay vô. Rồi, ông ơi. Thấy rất mỏng mắn đâu. Yêu người, chuyện mới đổi mới. Hôm nay ăn được bánh. Thôi, cảm ơn nhé. Sao lại ông không muốn hát? Ông ơi, ông hát giống ca sĩ. Ông hát giống ca sĩ mà đây. Quá là ca sĩ. Nghỉ tầm nào ngon đấy. Rồi, anh ạ. Ông quá như ca sĩ. Ca sĩ Hàn Quốc, tao cài vút vút. Tao bắt tao uống vút đây, tao uống vút tắt vút vút vút. Xin ạ, xin ạ. Nhanh hơn nhiều mấy ông kia đang nói ăn, ăn được. Đang chơi thể thao nên rất là lợi. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây rồi. Bye bye mọi người nha. Nếu mọi người thấy clip của anh em thì hay, nhớ gửi lại cho anh em mình một like, một share. Xin chào tất cả mọi người nha, đăng ký bye kênh mọi người nha. Mọi người nhớ chia sẻ đấy. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.